Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của PNL Vlog nhá. Thì hôm nay là theo yêu cầu của mọi người đã bình luận bên dưới phần bình luận kênh của mình, video của mình là bảo là quay mặt dây chuyền nam, mặt dây chuyền nữ. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ quay một số mẫu mặt nam và nữ cho mọi người cùng xem này. Cái mẫu này là mẫu mặt bằng ngọc, viên ngọc ngọc xanh nhá. Dòng ốp ngọc xanh này, viên này cái mặt này có chất lượng có 2 chỉ thôi. 2 chỉ vàng. Hai chỉ vàng ta đấy, vàng ta thì mua bán nó không bị lỗ thì mọi người cũng biết rồi đấy, thì có lỗ nhiều là vàng tây thôi. Còn cái này là mặt rồng ôm trụ đá đen, mặt đá màu đen nhá. Mẫu này là có trọng lượng là 3 chỉ 5, 3 chỉ 5 7, gần 3 chỉ 6 á. Mẫu này mẫu 3D ấy, được làm sắc nét từng chi tiết một luôn, móng nanh vẩy làm chi tiết luôn mọi người ạ. Từ đầu đến thân, đến nanh, đến vuốt làm chi tiết, vì đây là 3D mà. 3D thì cái này công hơi cao một chút mọi người ạ. Cái này là 3D nên công hơi cao. Cái này hàng này là nhập từ nước ngoài về chứ ở Việt Nam không không đánh được. Hàng 3D nhập của nhập từ nước ngoài về. Rất là đẹp luôn, mẫu siêu phẩm luôn. Còn đây các mẫu mặt nữ này, mặt nữ thì rất là nhiều, điển hình là mặt nữ, vì nam thường thường là đeo ít khi đeo mặt bằng tao nên là chỉ có một vài mẫu thôi, còn nữ thì thường là đeo rất nhiều. Cái này có trọng lượng là 2 chỉ 3 chỉ, mỏng lắm mọi người ạ. 2 chỉ, cái này 2 chỉ mỏng lắm, đằng sau nó mỏng dính luôn. Nhưng mà cái này chỉ đeo chơi thôi, đeo lên cổ mà cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhìn bản thiết kế bản to đẹp thôi. 2 chỉ. Những cái công công cái mặt như thế thì tầm khoảng 200 mọi người ạ. Công rẻ mà. Đây là một mặt Phật này, Phật Bồ Tát Quan Âm. Ừ, của mặt nam thì ít thôi, của mặt nữ thì nhiều. Rất là nhiều mặt nữ luôn. Đây vào đây mình chỉ quay qua cho mọi người cùng xem thôi. Ai thích thì liên hệ qua Zalo mình, theo số điện thoại là 0372 455 773 nhé. Và các bạn xem video hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được đón xem video những video mới nhất từ PNL Vlog. Và PNL Vlog cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của tôi, của mình. Đấy, mặt rồng rất đẹp luôn. Rồng ống trụ này, cái mặt này thì đỉnh cao luôn rồi. Công này chắc phải tầm khoảng 6 700 rồi ạ. Công cáo kia còn mặt bộ cạp nữa này, bộ cạp mà đá đen này. Cái này là 5 chỉ cơ, cái này đặc lắm đấy, bộ ôm rất là đặc đấy. Mình chỉ giới thiệu qua qua vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé.